Khi chúng ta nói đến những dòng âm ly san sui thì chúng ta không thể nào không nhắc đến cái tên 9090dB. Các bạn biết là cùng với quá trình phát triển của các hãng audio thì có một thời gian dài rất nhiều các hãng audio của Nhật đã đua nhau đưa ra những công nghệ tốt nhất, những linh kiện tốt nhất để có thể tranh giành được thị trường ở trên đất Mỹ. Và một trong những thành công vang dội của hãng Samsung Nhật Bản có rất nhiều những model nổi tiếng. Chúng ta phải kể đến các dòng, ví dụ như các dòng G8000, G9000, 9000dB, rồi các dòng Samsung, trong đó các bạn phải nói đến 9090dB, 8080dB. Và để mắt thấy tai nghe thì các bạn hiện nay có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc cũng như hát karaoke mà các bạn yêu thích. Tôi sẽ giúp các bạn setup những cấu hình tốt nhất trong tầm tiền đầu tư. Các bạn nếu có nhu cầu mua sắm có thể gọi điện cho tôi theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị trên góc phải của màn hình. Các bạn có nhu cầu về sửa chữa các thiết bị audio thì có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị ở phía dưới. Ngoài ra, các bạn đang có Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Và nhắc lại với các bạn thì tôi đang có hai kênh YouTube. Kênh thứ nhất có tên là Cương Audio, rất quen thuộc với các bạn từ nhiều năm qua, và kênh thứ hai có tên là Âm Thanh Vàng. Các bạn vui lòng đăng ký theo dõi cả hai kênh để được thưởng thức những bản test đặc sắc các dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp, những dòng loa karaoke. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn được nghe một cái cấu hình nào đó thì các bạn có thể yêu cầu chúng tôi ghép cho các bạn nghe. Thì việc của chúng tôi là phục vụ các bạn, kể cả các bạn có thể mua hoặc các bạn nghe để tham khảo, để thưởng thức, để biết, thì những điều đó thì chúng tôi sẽ sẵn sàng để phục vụ quý vị và các bạn. Và khi các bạn mua những cấu hình nghe nhạc chuyên nghiệp thì cũng có thể đề nghị chúng tôi tặng cho các bạn một vài cái đĩa CD mà chúng tôi bơm được từ những CD gốc để các bạn có thể thỏa mãn được cái nhu cầu nghe. Thì các bạn biết là dòng DB nó được nâng cấp từ dòng trơn, tức là nó có cả những cái dòng 9090 trơn, 8080 trơn, 7070 trơn, các dòng G8000 trơn, G9000 trơn. Nhưng ở những dòng DB thường công suất của nó lớn thêm một vài chục watt và nó được trang bị thêm một cái mạch lọc. Thì các bạn thấy đó là cái mạch Dolby, tức là cái mạch lọc. Thường thì những dòng mạch lọc này người ta sẽ áp dụng vào việc nghe băng cối và trong việc thu sóng FM. Nó làm cho âm thanh cũng như sóng trở nên nó trong trẻo hơn. Tuy nhiên thì với thời đại công nghệ số ngày nay thì đối với chúng ta ít khi chúng ta dùng đến cái tính năng DB Dolby đó. Nhưng có nhiều bạn khi nghe nhạc số bằng các dòng âm ly Samsung 9090 trơn thì các bạn lại đánh giá chất lượng của nó hay hơn đối với việc sử dụng các dòng DB. Nhưng thực tế những dòng DB thì thường có công suất lớn hơn và đương nhiên những linh kiện lựa chọn nó sẽ ngầu hơn một chút và giá thành của nó sẽ cao hơn những dòng trơn. Điều đó thì các bạn chơi các bạn đều biết rồi. Còn về mặt giá trị sưu tầm rồi những giá trị khác, ví dụ như chúng ta có thể đánh vào những cặp loa mà có công suất bằng nhau nhưng dùng dòng DB và dòng trơn, thì rõ ràng là dòng DB công suất lớn hơn nó sẽ cho âm thanh nét căng hơn, tức là cái độ chi tiết của nó lớn hơn. Điều này thì có lẽ những người chơi audio chuyên nghiệp như chúng ta chỉ cần nói là chúng ta đã hiểu. Và các bạn biết là thực tế thì trước 1975 thì rất nhiều những dòng âm ly của Samsung đã theo chân lính Mỹ vào miền Nam Việt Nam để phục vụ cho nhu cầu giải trí của những người lính Mỹ. Và các bạn thấy giới chức ở Sài Gòn trước đây cũng được thơm lây, được hưởng lây. Và chính vì vậy các bạn thấy một thời gian dài những dòng âm ly Samsung 9090dB cũng như những dòng loa Pioneer 99AFB, 88AFB, 77AFB hiện hữu trong những gia đình vương giả. Vương giả ý tôi muốn nói là có điều kiện về mặt kinh tế, thì thường sẽ gắn với những gia đình có điều kiện về mặt kinh tế, cùng với việc bày trí những tủ chè, rồi những cái tủ đóng theo kiểu phương Tây, rồi người ta sẽ trưng bày vào đó là những cặp ngà voi. Thì các bạn thấy đó là một cái khuôn mẫu ở suốt một cái thời kỳ dài và thể hiện cái mức độ chịu chơi, sự giàu có của gia chủ, và đặc biệt là nó nói lên cái gu thẩm mỹ, cái sở thích nghe nhạc và cái thói quen thưởng thức âm nhạc của rất nhiều người ở miền Nam trước đây. Thì sau 1975 thì chúng ta cũng ở miền Bắc chưa có điều kiện để tiếp cận, nhưng phải với công cuộc hội nhập bắt đầu khoảng đầu những năm 90 thì các bạn thấy những cái dòng như thế này bắt đầu nó theo đường biển, theo các thương lái từ nước ngoài về Việt Nam rất là nhiều. Các bạn thấy một thời gian dài Cửa Lò, Nghệ An, rồi sau đó là Hải Phòng. Ở miền Nam thì có lẽ các bạn cũng không còn xa lạ nữa, rất nhiều cái địa danh. Và dòng âm ly này nhanh chóng đã trở nên phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là nó như một cái làn gió mới, nó tác động đến cái gu chơi, cái cách chơi. Và tôi biết rằng là rất nhiều gia đình
ao ước rất nhiều người nghiện audio như anh em chúng ta mong muốn có được những chiếc âm ly Samsung 9090 dB như thế này để chơi, nhưng do cái điều kiện kinh tế phải nói là rất ít người chúng ta có điều kiện sở hữu, chủ yếu là nghe nhờ xem ngắm vuốt. Và các bạn thấy một thời gian dài ở miền Bắc chúng ta, nếu như những gia đình nào mà mua được một bộ audio thì pha ấm trà buổi tối là anh em đến chơi chật nhà đi, cả làng cả xóm kéo đến chơi rất là vui. Thế các bạn thấy đó là một cái thời kỳ mà nó vẫn còn đọng trong tâm trí và nó ăn vào tiềm thức và nó ảnh hưởng đến tận hôm nay. Và đương nhiên rồi, đến tận ngày hôm nay thì nhiều người mới có cái điều kiện để được sở hữu nó. Và những chiếc âm ly Samsung thì các bạn biết rồi, nó được tạo ra từ những cái linh kiện tốt nhất của hãng Samsung Nhật Bản, của xứ sở Hoa Anh Đào, cho nên nó có cái độ bền về thời gian. Các bạn biết rồi, có những cái đồ mà vài chục năm rồi mà chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta cứ ngỡ ngàng tưởng như mới sản xuất, bởi vì cái khí hậu ở nước ngoài nó không phải là khí hậu nóng ẩm, tức là nó khô hanh, cho nên là cái đồ điện tử nó rất là bền. Và khi các bạn sở hữu được những chiếc âm ly có chất lượng tốt, được tuyển lựa kỹ bởi những shop có uy tín như chúng tôi, thì các bạn sẽ dễ dàng được sở hữu ngay cho mình một trong những chiếc âm ly rất là tuyệt vời. Thì các bạn đã nhìn thấy đó là hai chiếc âm ly Samsung 9090 dB. Dòng này thì các bạn nhớ là nó có nhiều phiên bản lắm. Có những phiên bản sản xuất theo đơn đặt hàng của các nhà phân phối ở châu Âu. Các bạn thấy có những cái dòng lên đến 700W, lớn hơn nữa cũng có, nhưng thường rất là ít và giá cũng khá là đắt đỏ. Tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy đây là những mẫu mà nó phổ biến ở thị trường Việt Nam chúng ta và gia đình nào cũng có thể dễ dàng sở hữu. Những chiếc âm ly này hiện nay tôi đang bán với giá hơn 40 triệu đồng. Các bạn có thể gọi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết. Và việc sở hữu được một trong những chiếc âm ly như thế này thì nhắc với các bạn là ngoài cái việc nghe là chúng ta cảm thấy đã tai, chúng ta cảm thấy thỏa mãn được cái nhu cầu nghe, thì nó còn có cái giá trị siêu tầm, trưng bày. Đó là những cái giá trị vô hình, không cầm, không nắm, không sờ được, nhưng nó lại đang hiện hữu thực tế. Và các bạn nhớ, sở hữu được những chiếc âm ly quý này, tức là chúng ta chơi âm thanh cổ mà, thì sở hữu được những chiếc âm ly quý và càng ngày càng hiếm, thì đó là một trong những cái nhu cầu rất là chính đáng của tất cả quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang có cả những dòng âm ly Samsung 9000 trơn, 9000 dB, rồi những dòng 9090 trơn, 9090 dB, 8080 dB đều có cả. Thì các bạn có nhu cầu về những cái mẫu nào mà chất lượng thật tốt thì các bạn có thể alo cho chúng tôi để chúng tôi sẽ giúp cho các bạn có thể tuyển lựa được một trong những dòng âm ly càng ngày càng vắng bóng, càng ngày càng ít đi trên thị trường, bởi vì nhà sản xuất ngừng sản xuất và những người có điều kiện mua được nó thì càng ngày càng nhiều lên trên thị trường. Và cầu sẽ không thể nào mà vượt quá cung, thì thông thường là trên thị trường là như thế. Nhưng đối với âm thanh cổ thì cung luôn luôn không đáp ứng được cầu, thì các bạn biết rồi. Và sở hữu được một trong những chiếc âm ly tốt như thế này, chất lượng như thế này và nổi tiếng đến tận hôm nay, thì đó là một trong những niềm mong mỏi rất chính đáng của những người chơi audio chuyên nghiệp như chúng ta. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.